Một tràng pháo tay cho ca sĩ Cao Bá Hưng. Như lời đã hứa với các bạn thì Hero Team sẽ ở lại sân khấu và cùng hát với Cao Bá Hưng theo yêu cầu của các bạn khán giả. Cao Bá Hưng đã chuẩn bị chưa? Bao lâu chưa hát bài này rồi? Lần cuối cùng em hát ca khúc Super Hero mà biểu diễn trước khán giả chắc là 6 năm rồi. 6 năm, còn trước cả khi mà Hero Team ra đời nữa, Hero Team mới được có 4 tuổi. Vâng ạ, và mọi người nhớ tới Cao Bá Hưng với một cái hình ảnh đó là rất là Việt Nam, rất là truyền thống, rất là cổ truyền. Nhưng mà cái ca khúc Super Hero ở cái giai đoạn trước đó, nó rất là trẻ, nó đúng với cái lứa tuổi của em ở thời điểm đó. Rồi, em không biết thế nói thì gì nữa. Hôm nay chúng ta cùng vọng về tuổi thơ một lần nhá. Hãy cùng làm sống lại cái cảm xúc của Cao Bá Hưng với bài hát Super Hero một lần nữa trên sân khấu này nhá. Đồng ý nhá. Vâng. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng đến với Super Hero của Cao Bá Hưng nào. Mọi người giơ tay lên nào. Ai thuộc thì hát cùng mình nhá. Light stick đâu, bật hết lên nào. Cảnh giả vờ nhưng không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây. Tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là ước mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay còn người khác xưa thật nhiều, mọi ước muốn với những khát khao này còn đâu. Ai đâu, ai đâu ơi? Xóa hết mọi thứ, I'm a super hero, giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy bước cùng tôi, we are super hero. Ngoài kia bao nhiêu giống bao vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Tương tạo lại xin lên mọi người. Tương tạo lại xin lên các bạn ơi. Anh hùng trong chúng ta. Anh hùng không phải ở đâu xa, mà nằm trong chính con người bạn. Kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan. Dù cho muôn vàn khó khăn phía trước, nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối đời trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh thật anh dũng. Xóa hết mọi thứ, I'm a superhero, giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy bước cùng tôi, we are superhero. Ngoài kia bao nhiêu giống bao vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Anh hùng trong chúng ta. Chúng ta muốn thấy nhiều cánh tay hơn nữa có được không mà? Phải, trái, phải, trái, phải, trái. Anh hùng trong chúng ta. Một lần nữa nhá. Chúng ta còn một lần nữa. Bạn nào thuộc thì hát to lên này. Bạn nào mà có live stick thì bật giơ cao tay lên này. Ai có điện thoại thì bật. One more, one more. Đèn flash đâu rồi ạ? Xóa hết mọi thứ, I'm a superhero, giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy cùng có được không ạ? We are superhero. Ngoài kia bao nhiêu giống bao vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Tay cao, tay cao. Anh hùng trong chúng ta. Anh hùng trong chúng ta.
Ủa, chị nào đấy mọi người? Chị nào đấy? Ai đấy? Ai bảo chị Mimi rời khỏi Hero Team nhỉ? Ai bảo chị rời khỏi Hero Team vậy? Ai? Làm gì có ai đúng không? Ok, và ngày hôm nay thì trên sân khấu của mình vẫn có Mimi TV. Bạn ấy hiện tại đang chuyển sang một lĩnh vực khác chứ không phải là Our Hero Team. Và chúng mình hiện tại đang có một thành viên mới trong Hero Team. Các bạn biết tên là gì không nhỉ? Từ nãy giờ Ruby. Ruby sẽ là người tiếp tục cái hành trình cùng với cả Hero Team trong tương lai. Và Mimi sẽ bắt đầu một hành trình mới cùng với cả Hero Team trong năm 2023. Đấy là bên mảng TikTok. Mimi sẽ chịu trách nhiệm về các sản phẩm. Có bạn nào hôm nay ở ngoài kia đã mua được cà bao góc chưa? Mua được cà bao góc chưa? Giơ tay lên cho. Sản phẩm đấy là của chị Mimi làm cho các bạn đấy. Chị Mimi vẫn ở đây với mọi người và sẽ đồng hành với mọi người trong nhiều hạng mục khác nhiều hơn nha. Rồi bây giờ trả sân khấu lại cho chị MC nha. Cảm ơn Hưng rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Cao Bá Hưng rất nhiều. Và meeting lần sau có mời anh Hưng nữa không mọi người? Thôi mời anh khác đi, anh này cũ rồi. Mời anh Hưng nữa nhá. Nhớ nhá, bạn nào thích mời anh Hưng cho fan meeting lần sau nữa, giơ tay nào để anh Hưng còn xếp lịch nào. Anh Hưng cũng giơ tay rồi. Cảm ơn rất là nhiều nhá. Cảm ơn Hero Team và mọi người ạ.